ai là fan của Thủy Hữu thì đều tiếc cho những vị anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất ở Nương Sơn. Cuối cùng lại cùng nhau quy thuận triều đình và có một kết cục bi thảm. Nhiều người tự hỏi rằng nếu Tống Giang xưng đế thì liệu lịch sử có khác biệt không? Hôm nay hãy cùng Battlecry đi tới một dòng thời gian khác, nơi mà Tống Giang trong Thủy Hữu đã xưng đế. Chào mừng đến với Battlecry Trung Hoa Sử Ký. Trước tiên, Tống Giang mà chúng ta nói là Tống Giang trong Thủy Hữu chứ không phải nhân vật lịch sử do cuộc khởi nghĩa quá chóng vánh. Dĩ nhiên, lý do Tống Giang trong truyện không xưng đế là bởi nó được viết vào thời phong kiến. Để thủ lĩnh một bang cướp xưng đế đồng nghĩa với tạo phản, có thể bị tru di cửu tộc. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tạm gác lại vấn đề này và đi sâu vào chuyện rằng liệu Tống Giang có khả năng xưng đế hay không. Và để làm được chuyện này, hãy cùng phân tích bối cảnh thời đó cùng thực lực của Lương Sơn nhé. Nhà Tống có dễ lật đổ? Trước tiên, có một hiểu lầm khá tai hại với những người đã từng xem Thủy Hữu, đó là cuộc sống của người dân thời Tống khổ lắm. Nỗi khổ thì cũng đúng, nhưng đó là so với thời hiện đại mà thôi. Về căn bản, cuộc sống của người dân thời Tống không hề tệ, và thậm chí còn tốt hơn nhiều so với các triều đại trước và sau này. Về căn bản, nạn chiếm đoạt ruộng đất ở thời này không kém các triều đại khác. Tuy nhiên, khác với các giai đoạn trước và sau này, khi nông dân mất ruộng đất thì chỉ có thể làm tá điền hoặc là chết đói. Người dân không có ruộng vẫn có thể tới các thành thị để làm việc do hoạt động thương mại phát triển cực kỳ mạnh, có thể nói là sánh ngang với châu Âu thời cận đại. Thuế thu từ thương mại thậm chí còn vượt qua cả thuế ruộng. Các thương nhân thì luôn cần thêm nhân công để làm việc và căn bản là không hề thiếu. Như vậy thì kế sinh nhai của nông dân thời này luôn được đảm bảo. Ngoài ra, trong tình huống bị thiên tai, triều đình cũng thường cho nạn dân gia nhập một lực lượng gọi là tạp binh để chính bọn họ ổn định tình hình. Với người dân nghèo mà nói, bỗng nhiên đang sắp chết đói lại được làm quan, dù chỉ là chức quan không chính thức thì còn gì bằng. Do đó, về căn bản, nếu không bị đẩy tới bước đường cùng, nông dân thường có xu hướng an phận chứ chả có ai điên mà lại đi tham gia cùng với một đám cướp để chống lại triều đình cả. Ngoài ra, lương sơn bạc khi có của cải cũng không chia cho dân thường tí nào. Do đó, trong mắt của bách tính, Tống Giang và đám hảo hán Lương Sơn cũng chỉ là thổ phỉ. Họ sẽ không bao giờ vì một đám cướp mà chống lại chính quyền. Đó là về phần người dân. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tầng lớp trí thức. Muốn cai trị thì vai trò của giới sĩ phu là không thể thiếu. Không có họ thì việc quản lý lãnh thổ gần như là không tưởng. Vấn đề là sĩ phu liệu có thực sự theo Lương Sơn? Chính sách trọng văn khinh võ của nhà Tống gây nhiều tai hại. Thế nhưng nó thì cũng làm cho tầng lớp trí thức có được đặc quyền chưa từng có trong lịch sử. Không màng xuất thân, chỉ cần là người có học thì đều có thể đi thi, đem lại quyền lực, danh vọng cực kỳ lớn. Có thể nói rằng chính sách đãi ngộ dành cho quan viên của nhà Tống là cao nhất trong số các triều đại. Và cũng vì lẽ đó, tầng lớp trí thức nho học hoàn toàn không có mâu thuẫn với triều đình. Ngược lại, họ sẵn sàng cống hiến tài năng. Nếu ở các triều đại trước và sau này, các thủ lĩnh nghĩa quân vẫn có thể chiêu mộ một số trí thức về làm quân sư, thì ở thời Tống, chuyện đó gần như là không khả thi. Đó cũng chính là lý do mà các cuộc khởi nghĩa thời này rất dễ bị dẹp. Không có quân sư thì nghĩa quân chỉ là một đám ô hợp cầm vũ khí, căn bản là không thể đánh lại quân chính quy do không biết quản lý, không đọc binh thư, vân vân. Tuy là Lương Sơn cũng có nhiều người xuất thân trí thức như Ngô Dụng, nhưng bọn họ thì không đủ khả năng đảm nhiệm các mặt hậu cần trong một cuộc chiến tổng lực chắc chắn sẽ xảy ra với nhà Tống khi Tống Giang xưng đế. Khả năng của từng người, đặc biệt là Ngô Dụng, sẽ được mình phân tích cụ thể hơn ở phần sau. Đó là về kinh tế xã hội. Về căn bản, triều đình Đại Tống được cả người dân và sĩ phu ủng hộ, hoặc ít nhất là chưa có ác cảm. Tiếp theo, chúng ta hãy xét về quân đội chính quy của Đại Tống. Đúng là nhà Tống trong lịch sử đã bại trận trước Liêu, trước Tây Hạ, Đại Việt và nhất là người Kim. Nhưng đó là các quốc gia với lực lượng quân sự hùng mạnh. Đại Việt vào thời Lý còn giàu tới mức mua người Tống làm nô lệ. Người Liêu sau này và người Kim có Yên Vân Thập Lục Châu cung cấp chiến mã và thảo nguyên bao la. Trong khi đó, Lương Sơn Bạc thì vốn không thể so sánh được. Và từ các lý do trên,
ta có thể thấy rõ rằng nhà Tống không hề yếu. Thực tế, ở thời điểm này, khởi nghĩa nông dân cũng không ít, nhưng đa phần thì đều bị dẹp bởi lính địa phương, vốn có sức chiến đấu chỉ kém. Nguyên nhân chủ yếu là do nông dân bất mãn, không nhiều tới mức hình thành phong trào rộng khắp, không có quân sư làm cố vấn, nguồn lực của triều đình thì lại quá lớn. Vấn đề lớn nhất của nhà Tống đó là trọng văn khinh võ. Quan văn có quyền lực quá lớn, kể cả những chuyện không thuộc chuyên môn như là quân sự. Nếu nhà Tống thi hành văn võ bình đẳng, thì quốc gia này chắc chắn sẽ trở thành một thế lực đáng sợ trong cả khu vực, chứ đừng nói là Lương Sơn Bạc. Thực tế, người Kim trong lịch sử cũng khó khăn lắm mới chiếm được miền Bắc của Trung Quốc. Sau đó, người nữ chân đã không thể tiến xa hơn. Nhà Tống sau khi mất Nhạc Phi đã không còn khả năng bắc phạt, nhưng vẫn giữ vững được lãnh thổ Nam Tống. Bản thân người Mông Cổ sau này cũng phải mất một thời gian rất dài mới có thể hạ gục hoàn toàn nhà Tống. Lương Sơn Bạc có mạnh tới mức mà Tống Giang có thể xưng đế? So với Tống Giang có thật trong lịch sử, Tống Giang trong thủy hử có nguồn lực mạnh hơn nhiều, từng đánh nhiều trận kinh điển với quân triều đình. Tuy nhiên, nguồn lực của Tống Giang thì vẫn còn chưa đủ để xưng vương, chứ đừng nói là xưng đế. Nếu biết cách tổ chức Lương Sơn cho giống một chính quyền một chút thì có thể xưng công, cho số các cấp bậc công, hầu, bá, tử, nam. Trước tiên, hãy xét về mặt kinh tế. Lương Sơn Bạc về căn bản là một hòn đảo bao bọc bởi vùng đầm lầy. Đây vốn là chỗ dễ thủ, khó công. Tuy nhiên, nó khó mà đóng vai trò như kinh đô được trong tình huống Tống Giang thực sự xưng đế. Trong cả truyện và phim, chưa từng đề cập tới việc chỗ này thích hợp để trồng lúa, khai khoáng hay là buôn bán. Ngoài ra, gần như thu nhập chính của Lương Sơn là từ việc đi cướp. Không thấy ai làm ruộng, buôn bán, rèn sắt, đi thu thuế ở các khu vực mình kiểm soát, vân vân, để đem lại một nguồn thu nhập nuôi sống cả đống người. Về căn bản, nếu nhà Tống tìm cách phong tỏa hoàn toàn căn cứ Lương Sơn, thì các anh hùng hảo hán có thể sẽ phải ăn thịt nhau mà sống. Xét về quân lực, Lương Sơn không yếu. Ví dụ điển hình là hàng loạt các trận đánh với quân triều đình. Tuy nhiên, nếu bảo họ mạnh thì cũng không hẳn. Nếu tính kỹ, thì Lương Sơn vẫn chưa thực sự một lần uy hiếp tới kinh đô hay các thành trì trọng yếu của nhà Tống như các cuộc khởi nghĩa nông dân trước và sau này. Thật lòng, trong mắt triều đình, đám người Tống Giang tuy nguy hiểm thật nhưng vẫn chỉ là thổ phỉ nên cũng chưa cần tập trung toàn bộ nguồn lực. Ngoài ra, Lương Sơn quả thực là không chỉ có hư danh khi sở hữu nhiều người có võ công cái thế. Tuy nhiên, họ chỉ chiếm số ít. Rất nhiều kẻ ở Lương Sơn chỉ có võ nghệ tầm thường như nhóm của Đỗ Thiên, Tống Vạn, Yến Thuận, v.v. Ra trận có khi thua rồi bị bắt làm con tin. Có người không có tác dụng gì, thêm vào cho đủ số lượng như em trai của Tống Giang là Tống Thành. Các thủ lĩnh có khả năng thống lĩnh quân đội, sắp đặt thế trận, điều binh khiển tướng thì đếm trên đầu ngón tay như nhóm của Lâm Sung, Lưu Tuấn Nghĩa, Hồ Diên Trước, Quan Thắng, Tần Minh, Hoa Vinh. Còn lại thì đa phần là không có kiến thức quân sự, dù sở hữu võ công cao cường, kiểu như Võ Tòng hay Lỗ Chí Thâm. Với một đội quân thì vai trò của các tướng lĩnh là vô cùng quan trọng. Họ không chỉ có khả năng lâm trận chém tướng, một đấu một, mà còn phải biết dẫn binh, biết binh pháp, biết tận dụng địa hình, v.v. Lương Sơn Bạc, ngoài nhóm thủ lĩnh là tướng lĩnh triều đình quy hàng, được đào tạo quân sự bài bản, vốn ít ỏi, thì lại rất nhiều vị thủ lĩnh ở dạng chỉ biết đâm chém. Điều này khiến Lương Sơn khó có thể phát động các chiến dịch tấn công quy mô lớn. Tiếp nữa, vai trò của nhóm quân sư cũng vô cùng quan trọng. Ở Lương Sơn, ta có thể kể tới một số các tên như Chu Vũ, Công Tôn Thắng và đặc biệt đáng kể nhất phải là Ngô Dụng. Tuy nhiên, nhân vật được xem là tinh hoa nhất của Lương Sơn này thường xuyên tính bước đầu, hụt bước sau. Ngô Dụng từng góp ý mời thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng viết thư giả mạo Xá Kinh, đưa tới cho Đới Tung mang sang Đông Kinh để cứu Tống Giang. Thực tế, ấn thư thì đều đúng, nhưng cách xưng hô trong thư thì sai. Và kết quả, Đới Tung bị bắt chung với Tống Giang. Vậy mà so ra, Ngô Dụng vẫn còn tài năng hơn chán so với các nhân vật khác. Và nhìn chung thì người này cũng không tệ, nhưng nếu để so sánh với Gia Cát Lượng thì còn kém xa. Muốn dựa vào ông ta để mưu đại nghiệp là điều không tưởng. Xét về kinh nghiệm tác chiến, nếu nhà Tống có kinh nghiệm từ thủy chiến, bộ chiến, công thành chiến, v.v. thì kinh nghiệm chiến đấu của Lương Sơn cũng không nhiều. Chuyện này nghe có vẻ là mâu thuẫn khi họ từng nhiều lần hạ quân triều đình. Tuy nhiên,
bản thân Lương Sơn như đã phân tích, chưa một lần thực sự đe dọa tới các thành trì trọng yếu của nhà Tống, chứ đừng nói là tới kinh thành. Cần lưu ý, nhà Tống là một đế chế có trình độ khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự đứng hàng đầu thế giới ở vào thời điểm đó. Ngoài ra, khi đánh trận, dù có Ngô Dụng và một vài người giỏi chữ nghĩa, nhưng cũng chưa hề thấy quân Lương Sơn có hịch văn chiếu cáo thiên hạ như các lực lượng khác hay dùng. Nói thẳng ra, công tác tuyên truyền của đạo quân này quá kém. Hơn nữa, có vẻ như họ cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Thiếu đi tuyên truyền, sĩ phu và dân chúng khó mà biết để ủng hộ. Từ đó, ta có thể thấy rằng quân Lương Sơn tính ra thì chỉ có thể xem là băng đảng xã hội đen có tổ chức, hay cùng lắm là phiến quân, chứ không thể tới mức là một quốc gia hay một lực lượng quân sự hùng mạnh được. Dĩ nhiên, nếu Tống Giang là thủ lĩnh sở tại thì cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, một khi muốn tranh thiên hạ thì thực sự cần phải xét tới nguồn lực phát triển của Lương Sơn nhiều hơn, bởi đạo quân này về căn bản là không thể làm hậu thuẫn cho Tống Giang xưng đế. Tuy nhiên, trong suốt cả phim và truyện, ta cũng chưa hề thấy Tống Giang có đề ra được cương lĩnh chính trị hay một kế hoạch dài hơi nào để biến Lương Sơn thành một lực lượng chính trị cả. Xét trong lịch sử, đa phần các cá nhân xưng đế đều được khi bản thân đã nắm được quyền gần hết thiên hạ. Tần Thủy Hoàng xưng đế khi đã diệt Lục Quốc, Hán Cao Tổ xưng đế khi diệt xong Hạng Vũ, Tào Phi xưng đế khi quyền lực họ Tào áp đảo hoàn toàn người Hán, thực sự tại nước Ngụy. Tống Thái Tổ cũng phải nắm trong tay binh quyền khuynh đảo nước Chu thì mới có thể làm binh biến. So với họ, thực lực của Lương Sơn Bạc không khác gì cho hề. Rõ ràng, chỉ dựa vào một lực lượng quân sự như vậy mà Tống Giang giáng xưng đế thì quả thực là ngông cuồng, không biết tự lượng sức. Nếu không xưng đế, có nhất thiết phải quy hàng triều đình? Tới đây, một câu hỏi được đặt ra, nếu không xưng đế thì tại sao không tiếp tục như cũ mà phải quy thuận triều đình? Tạm bỏ qua việc tác giả đã viết như vậy cho khỏi chém đầu, thì chúng ta cần biết một việc quan trọng mà ai xem phim cũng phải nhận ra, đó là Lương Sơn Bạc đã vượt qua giới hạn của thổ phỉ bình thường. Bên cạnh 108 vị đầu lĩnh, Lương Sơn cũng còn rất đông lính. Tất cả đều là tốn cơm, tốn tiền để nuôi. Tuy nhiên, Lương Sơn thì lại không có nguồn thu nào ngoại trừ việc đi cướp. Muốn nuôi chừng đó huynh đệ thì các vị hảo hán phải lựa ở nhà đại phú nào và quan lại để cướp thì mới đủ ăn. Mà mấy người này thì lại có quan hệ lợi ích với triều đình. Do đó, sớm hay muộn, triều đình cũng phải tìm cách mà diệt Lương Sơn. Và như đã phân tích ở trên, nhà Tống được nhìn nhận là một triều đại yếu đuối, nhưng quốc lực thì vẫn rất mạnh. Và Lương Sơn Bạc thì không bá đạo như nhiều người vẫn tưởng tượng. Kết cục dễ nhận thấy là quân Lương Sơn sớm hay muộn cũng có thể bị triều đình diệt sạch. Tuy nhiên, nhà Tống cũng sẽ không dốc toàn lực mà đi đánh một đám cướp khi mà có quá nhiều chuyện phải lo. Và nếu quân Lương Sơn không đánh mà hàng thì triều đình vừa có mặt mũi, vừa có được lợi ích nên dễ dàng đồng ý. Có thể nói rằng Chiêu An Lương Sơn là nước cờ khôn ngoan nhất của triều đình nhà Tống. Còn với Lương Sơn Bạc, nếu không muốn Chiêu An thì họ phải thực sự đề ra một cương lĩnh chính trị rõ ràng, phải chiêu mộ thêm nhân tài, sắp đặt thêm các chính sách an sinh xã hội, bành trướng lãnh thổ, thu thuế từ dân, phát triển kinh tế, nông nghiệp, công thương nghiệp bền vững thì mới có thể tính kế lâu dài được. Chứ chỉ tồn tại với khẩu hiệu thay trời hành đạo viển vông và xa vời, rồi sống nhờ việc cướp bóc thì chuyện bị diệt là sớm muộn. Còn chuyện tại sao là dẫn huynh đệ đi đánh Phương Lạp để rồi tử thương vô số, vì quyền quyết định là không nằm ở Tống Giang. Nhà Tống chiêu nạp một đám cướp không phải để họ ăn không ngồi rồi, lập quân công là cách duy nhất để họ có thể đi lên. Và dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một chiêu thức để hai bên tự giết lẫn nhau. Dù vậy, thì xét ở một góc độ nào đó thì Tống Giang cũng đã đưa ra một lựa chọn tốt nhất có thể rồi. Nếu Tống Giang quyết xưng đế, nếu làm vậy, triều nhà Tống sẽ xem Tống Giang là kẻ phải bị tiêu diệt lập tức. Không xưng đế, triều đình vẫn xem đây như giặc cỏ, nhưng vẫn có thể đàm phán. Nhưng xưng đế, Tống Giang sẽ trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Tại sao lại bảo là cả thiên hạ? Như đã phân tích, dưới tri thức nho học được lợi rất nhiều từ nhà Tống. Lương Sơn tạo phản thành công thì danh vọng và địa vị của họ cũng sẽ mất đi. Do đó, họ tuyệt sẽ không có ý theo Tống Giang, một kẻ không biết ở đâu chui ra. Còn bách tính thì cũng tương tự. Như mình đã nói, dân thời Tống tuy không sướng nhưng đa phần là không quá khổ. Có lẽ có một số thực sự sẽ theo Tống Giang,
Tuy nhiên, đa phần là sẽ trung lập. Một số khác thì có thể sẽ theo triều đình, chống lại phản tặc, tự gọi mình là Lương Sơn, do không có gì đảm bảo cuộc sống dưới sự cai trị của Tống Giang là sẽ tốt hơn. Chuyện liên minh với Phương Lạp cũng thực sự rất khó, bởi thực lực của một kẻ này tuy không quá mạnh, và y thì đang ở Giang Nam, trong khi địa bàn của Lương Sơn là ở Sơn Đông. Hơn nữa, Phương Lạp sẽ chấp nhận chia đôi thiên hạ với kẻ khác không? Một khi xưng đế, y vốn dĩ là bước lên con đường không lối về, hoặc là sẽ cai trị thiên hạ, hoặc là chết không có chỗ chôn. Thực sự, việc chia đôi thiên hạ với Lương Sơn Bạc vẫn là một câu hỏi rất lớn. Bản thân nội bộ của Lương Sơn cũng chưa chắc đã tán thành việc Tống Giang xưng đế, nên nhớ rằng rất nhiều người là do Tống Giang cùng Ngô Dụng dùng thủ đoạn làm cho tan cửa nát nhà rồi mời về làm cướp chung cho vui. Bên cạnh đó, rất nhiều người từng làm quan cao, hiểu rõ chính trị, bọn họ liệu có chấp nhận tham gia vào một cuộc chiến tổng lực với nhà Tống? Trên thực tế, chỉ có một mình Lâm Sung cùng một vài cá nhân khác là bất mãn với triều đình, còn lại đa phần đều là gây tội bỏ trốn, làm cướp sẵn, vân vân, và muốn có một chỗ trú thân, chứ cũng không hẳn là ham muốn lao vào một cuộc chiến tổng lực với nhà Tống. Ngay cả bản thân Lâm Sung, dù bị triều đình làm cho mất hết tất cả, nhưng cũng chỉ muốn giết Cao Cầu cho hả giận. Đó còn là chưa kể tới một vài nhân vật khác, điển hình như Xà Tiến, vốn là hoàng tộc, cớ gì lại phải tạo phản. Ngoài ra, ai là fan của Tam Quốc chắc cũng đã biết tới chuyện xảy ra với Viên Thuật sau khi y xưng đế. Cần lưu ý, nhà Hán khi đó chỉ còn là cái bóng mờ, thiên tử Đại Hán vẫn còn phải nhờ Tào Tháo bảo hộ. Ấy vậy mà việc của Viên Thuật còn không thành. Trong khi đó, nhà Tống giai đoạn này vẫn là một đế quốc phát triển hàng đầu thế giới. Đối mặt với quân đội chính quy của triều đình, quân Lương Sơn rất khó có phần thắng. Có thể bạn sẽ phản bác khi mà Lương Sơn Bạc từng đánh bại nhiều quân triều đình trước đây. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý, nhà Tống là cả một quốc gia. Thứ quan trọng nhất cho một cuộc chiến tổng lực đó là nguồn lực, khả năng bổ sung binh lính bị mất. Trong chiến tranh Tần Triệu và thời Tần Vương Chính, nước Triệu có quân sự không kém gì nước Tần. Tuy nhiên, quốc lực thì lại thua kém, và kết quả thì chúng ta đều đã biết, Triệu bị Tần diệt. Hơn nữa, 108 vị anh hùng nghe qua thì có vẻ là nhiều, nhưng nếu mất đi một số người thì cũng không thể bổ sung lập tức. Nếu tính tới việc một số cá nhân phải tốn nhiều công sức để mời về, ngược lại, triều đình với hệ thống quan viên, tướng lĩnh được đào tạo bài bản thì có thể bổ sung người thay thế. Bản thân đám lính dưới quyền thì khỏi nói, một khi các đầu lĩnh cao cấp không còn thì khả năng họ bỏ mạng cũng là rất lớn. Trong tình huống này, Lương Sơn có khả năng sẽ bị hủy diệt cực lớn. Nếu không giết Tống Giang, xóa sổ Lương Sơn Bạc thì ai trong thiên hạ cũng thi nhau xưng đế. Đến khi đó, triều đình chẳng còn lại gì. Kết luận, với fan của Thủy Hử mà nói, người ta có thể không thích kết cục thảm khốc của huynh đệ Lương Sơn. Tuy nhiên, quy hàng triều đình thì lại là giải pháp tốt cho bọn họ. Nếu Tống Giang xưng đế, thì kết cục của Lương Sơn Bạc có khi còn thảm khốc hơn. Nếu bạn thích, hãy like và share video này. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!